Xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn một số những nội dung liên quan đến thông tin về doanh nghiệp sau khi thành lập. Thì như chúng ta cũng biết, đấy là với một doanh nghiệp sau khi thành lập thì chúng ta sẽ có một cái giấy gọi là giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như thế này. Vậy thì với bản giấy đăng ký doanh nghiệp như thế này thì những thông tin nào chúng ta sẽ cần phải nắm bắt được? Và từ bản đăng ký doanh nghiệp này thì chúng ta cần phải lưu ý những cái rủi ro liên quan đến thuế hoặc một số những nội dung khác như thế nào? Thì ở đây chúng ta sẽ thấy đây là kết cấu của một bản đăng ký doanh nghiệp. Bản đăng ký doanh nghiệp này sẽ cho chúng ta biết được thông tin cơ bản về doanh nghiệp này là gì. Theo đó thì bản này sẽ gồm có 3 phần chính. Phần thứ nhất đấy là thông tin tổng quan nhất về định danh của công ty này. Phần thứ hai là các thông tin chi tiết. Và phần thứ ba chính là phần xác nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng như là các phòng đăng ký kinh doanh. Vậy thì chúng ta hiểu, với một bản đăng ký doanh nghiệp này chúng ta sẽ có 3 phần. Phần thứ nhất là phần định danh. Phần thứ hai đấy là phần thông tin chi tiết. Và phần thứ ba đấy là phần xác nhận của Sở Kế hoạch, xác nhận của phòng đăng ký kinh doanh. Rồi, vậy thì chúng ta vào từng nội dung một. Thứ nhất đấy là liên quan đến việc xác định định danh của doanh nghiệp. Thì với mỗi một doanh nghiệp chúng ta sẽ đều đấy sẽ có cơ quan chủ quản cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là cơ quan nào. Cụ thể trong cái ví dụ này của tôi là công ty Gonapass thì được Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội và phòng đăng ký kinh doanh cấp giấy này. Rồi, sau đó thì với phần này chúng ta sẽ thấy nội dung ghi rõ là giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Như vậy đây là một thông tin rất quan trọng để ta hiểu được loại hình của doanh nghiệp này là loại hình nào. Thì thực tế với pháp luật hiện tại của Việt Nam thì sẽ có 4 loại hình doanh nghiệp cơ bản, và chúng ta có thể tìm hiểu về ưu điểm cũng như nhược điểm của các loại hình này trước khi mà chúng ta tiến hành thành lập doanh nghiệp, để chọn ra được cái cách thức tổ chức doanh nghiệp theo loại hình nào sẽ phù hợp nhất với doanh nghiệp trong cái thời kỳ này. Thì theo đó chúng ta sẽ có ví dụ như là công ty trách nhiệm hữu hạn, như công ty cổ phần, như công ty hợp danh hoặc là doanh nghiệp tư nhân. Thì với công ty Gonapass ở đây thì ta thấy công ty này là thuộc loại hình là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, đúng không ạ? Vậy thì công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên này thì nó sẽ gợi đến cho chúng ta một cái khái niệm và một cái liên tưởng như thế nào. Thì chúng ta lưu ý đấy là với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà do một cá nhân làm chủ thì tiền lương của chủ công ty này không được tính vào chi phí được trừ, và chính vì vậy nên chúng ta cần phải kiểm soát là khi chúng ta kiểm tra thông tin của một công ty, nếu như công ty này là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, ta kiểm tra tiếp thông tin đến chủ sở hữu mà là một cá nhân, thì các chi phí liên quan đến mang tính chất tiền lương tiền công của cá nhân làm chủ của công ty này không được tính vào chi phí được trừ. Đây là một cái cảm quan để chúng ta cảm nhận thôi. Đấy, người ta xác định được loại hình của công ty. Rồi, cái thông tin tiếp theo sau loại hình công ty ta sẽ có được đấy là gì ạ? Đấy chính là mã số doanh nghiệp và ngày thành lập. Thì ta cứ hiểu cơ bản như thế này. Bản chất của cái giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp này nó cũng tương tự như giấy khai sinh của các cái cá nhân trong một xã hội. Chính vì vậy nên các cái thông tin này là những thông tin gắn với lại cái doanh nghiệp đó. Thông tin khai sinh sẽ có việc là doanh nghiệp khai sinh vào ngày nào, đúng không ạ? Và mã số định danh như thế nào? Thì chúng ta lưu ý đấy là hiện nay mã số doanh nghiệp này là một dãy số gồm có 10 chữ số. Thì lưu ý mã số doanh nghiệp ở đây, đây chính là mã số thuế của doanh nghiệp luôn ạ. Doanh nghiệp sẽ sử dụng chính mã số này làm mã số để thực hiện kê khai và thực hiện các nghĩa vụ thuế với nhà nước. Đây chính là mã số thuế của doanh nghiệp. Ví dụ với công ty trách nhiệm hữu hạn Gonapass Việt Nam ở đây thì mã số doanh nghiệp là 01084376 38, và ngày thành lập của công ty này là vào ngày 1 tháng 1 năm 2018. Trường hợp nếu như có sự thay đổi của giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp này có nhiều lần thì phòng đăng ký kinh doanh sẽ tiến hành ghi nhận những lần thay đổi và các nội dung tiếp theo ở đây. Chúng ta sang phần 2 là thông tin chi tiết. Thì thông tin chi tiết về công ty thì sẽ có 5 cái nội dung lớn ở đây. Đấy chính là tên công ty, ta có thể nhìn thấy đúng không ạ? Tên công ty được thực hiện viết bằng tiếng Việt, viết bằng tiếng Anh hay là tên viết tắt. Sẽ có địa chỉ trụ sở của công ty, các cũng như là các cái liên lạc. Ở đây sẽ có tên, sẽ có địa chỉ. Một trong những tiêu thức rất quan trọng đó chính là vốn điều lệ, tiêu thức tiếp theo. Vậy thì thế nào là vốn điều lệ của doanh nghiệp? Thì vốn điều lệ là mức vốn mà được ghi nhận theo điều lệ của doanh nghiệp này. Và vốn điều lệ này được thể hiện bằng Việt Nam đồng. Trường hợp nếu như vốn điều lệ mà được
ghi nhận bằng ngoại tệ thì phải quy đổi bằng đồng Việt Nam để ghi nhận lên giấy này ạ. Đấy. Còn theo pháp luật về kế toán thì vốn điều lệ sẽ được xác định thông qua việc quy đổi bằng tỷ giá giao dịch thực tế tại ngày mà công ty này tiến hành góp vốn, đó là tỷ giá mua của ngân hàng thương mại nơi công ty này đổ vốn về, được chưa nhỉ? Thì cụ thể với Honda Pass ở đây thì có mức vốn điều lệ là 10 tỷ 930 triệu đồng, tương ứng với lại 500.000 đô la Mỹ. Mức vốn điều lệ này sẽ làm cơ sở để xác định xem doanh nghiệp này nộp lệ phí môn bài ở ngưỡng như thế nào, như lần trước tôi có hướng dẫn ở đây rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ có thông tin về chủ sở hữu. Thì thực ra chủ sở hữu của công ty có thể là cá nhân, cũng có thể là pháp nhân, cũng có thể là tổ chức. Chính vì như vậy, thế nên là chúng ta cần lưu ý lại là trường hợp nếu như công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà do một cá nhân làm chủ thì chi phí tiền lương của cá nhân này không được tính vào chi phí được trừ. Thế còn cụ thể về công ty Honda Pass ở đây thì đây là công ty do một tổ chức sở hữu, do đó nên là chi phí tiền lương thì không bị ảnh hưởng bởi cái điều chỉnh của luật thuế thu nhập doanh nghiệp như thế này. Và thông tin liên quan đến người đại diện pháp luật. Rồi. Với phần cuối cùng là xác nhận của phòng đăng ký kinh doanh thì sẽ có là xác nhận là có dấu của phòng đăng ký kinh doanh ở đây. Vậy thì câu hỏi đặt ra sẽ có một số nội dung thêm liên quan đến việc đấy là với thông tin về giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như thế này thì có cách nào mà để doanh nghiệp tra cứu lại được về các ngành nghề mà doanh nghiệp này đang hoạt động hay không, hoặc là doanh nghiệp này có thuộc vào đối tượng là doanh nghiệp vừa và nhỏ hay không? Thì tôi cũng xin lưu ý là như thế này, chúng ta có thể đăng nhập vào website, đấy là đăng ký kinh doanh, đăng ký kinh doanh ạ, .gov.vn. Đây là cổng thông tin điện tử đăng ký kinh doanh của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, sẽ công khai toàn bộ thông tin đăng ký của doanh nghiệp. Trên này chúng ta nhập mã số thuế của doanh nghiệp vào, chính là mã số trên này, thì sẽ hiện ra thông tin doanh nghiệp. Thì theo đó có thể chúng ta tra cứu được thông tin về ngành nghề cũng như là ngành nghề chính của doanh nghiệp này. Thế còn trường hợp là để xác định doanh nghiệp vừa và nhỏ thì chúng ta có thể tra cứu nghị định về doanh nghiệp vừa và nhỏ. Và cụ thể thì mới gần đây nhất, đấy là hiện nay Việt Nam đang áp dụng quy định theo nghị định số 39 năm 2018 về xác định quy mô doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thì thông thường doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ được xác định thông qua một số tiêu chí cơ bản, đấy là nguồn vốn, đấy là về số lượng lao động, hay là đấy là về quy mô doanh thu. Thì chúng ta có thể tìm hiểu thêm ở nghị định này. Xin cảm ơn.